mà các bạn trẻ thỉnh thoảng hay nghe mà nghe ở nhà là các bạn phải tắt volume lại đấy và xem MV một mình để bố mẹ không nghe thấy đúng không? Thì loại nhạc đấy nó tên là nhạc rap. Xin chào tất cả mọi người, đây là Nguyễn Hoàng Long, mọi người hay gọi mình là Low G. Chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ đấy là nhạc rap hip hop tại Việt Nam. Cái cũng như rất nhiều bạn trẻ khác thì là hồi xưa mình cũng hay xem TED Talk để học tiếng Anh. Mình cũng không ngờ có vinh dự được đến đây ngày hôm nay để mình nói tiếng Việt, chia sẻ về vấn đề mà mình đang quan tâm. Thì đùa tí nhưng mà nói thật là mình nói tiếng Việt là tại vì chủ đề nó là rap hip hop tại Việt Nam. Mình muốn chủ đề này nó thân thiện với người Việt hơn. Đó. Và tất cả những cái chia sẻ hay là quan điểm của mình hôm nay nó đều dựa trên tìm hiểu cá nhân của chính mình thôi. Những gì mình chia sẻ không thể đại diện hết được cho cả cộng đồng hip hop Việt Nam nói chung cũng như cộng đồng rap Việt nói riêng nhé. Tại vì là hip hop ấy, nó là một chủ đề rất là rộng và rất là phức tạp nữa. Mỗi người sẽ có một cái điểm nhìn riêng của họ để họ chia sẻ. Và mình đến đây chia sẻ không phải để áp đặt mọi người, mà phần chia sẻ của mình sẽ dành cho các bạn, để các bạn dựa vào đó đưa ra kết luận cho chính bản thân mình. Các bạn có thể thích nó hay không thích nó là tùy các bạn. Và mình sẵn sàng nghe ý kiến của mọi người để chúng ta có thể cùng nhau bàn luận. Ok. Ok, phần chia sẻ hôm nay của mình bao gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, đấy là nhạc rap hip hop. Phần thứ hai, đấy là phản ứng của người Việt khi nghe nhạc rap hip hop tại Việt Nam. Và phần thứ ba, đấy là nhạc rap hip hop của Low G. Ok, mọi người đã sẵn sàng chưa nhở? Are you ready? You ready? Ok, đi diễn show thì nhở. When I say low, you say G. From the 1 to the 3, say low. Low. Low to the G. From the 1 to the 3, say low. Lộng. Ok, xin cảm ơn. Nào, bây giờ bắt đầu present nhá. Lô làm không present. Ok, phần đầu tiên chúng ta có nhạc hip hop, chúng ta có nhạc rap và chúng ta có hip hop. Mình sẽ bắt đầu với hip hop trước. Vậy thì hip hop là gì? Theo như mình tìm hiểu, hip hop nó là văn hóa trẻ của người da màu tại Mỹ vào những năm 1970 ở Bronx, New York. Và văn hóa này thì bao gồm 4 yếu tố chính, coi như là 4 môn nghệ thuật chính đi. Thì môn thứ nhất đấy là rap, như mọi người đã biết. Môn thứ hai là DJ, anh em hay gọi là trà đĩa. Môn thứ ba đấy là graffiti, đấy là dùng sơn xịt lên tường thể hiện tác phẩm nghệ thuật của mình. Môn thứ tư đấy là breakdance, hay là anh em Việt Nam hay còn gọi là cắt kéo quay đầu với đá ngựa. Đó. Thì qua thời gian thì cái văn hóa hip hop này nó phát triển đến rất nhiều nơi trên thế giới. Nhưng mà để chúng ta hiểu hơn về bức tranh toàn cảnh của hip hop, mình sẽ muốn nói thêm một chút về bối cảnh khi mà hip hop nó được sinh ra. Hip hop ấy nó được sinh ra vào giữa những năm 1970 ở Bronx, New York. Và theo như mình tìm hiểu thì cái thời kỳ đấy nó được coi là thời kỳ đen tối của Bronx nói riêng và thành phố New York nói chung. Những cái tỷ lệ như kiểu tỷ lệ tội phạm này, tỷ lệ nghèo đói này, tỷ lệ thất nghiệp này, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đấy, hay là những cái chỉ số như kiểu bất ổn kinh tế chính trị xã hội các thứ, nó đều rất là tệ. Nó được coi như là thời kỳ đen tối của thành phố. Và trong cái bối cảnh đấy thì hip hop nó được sinh ra. Và các bạn có thể hiểu hơn về bối cảnh nếu như các bạn có xem thử bộ phim tên là The Get Down ở trên Netflix. Đấy, bộ phim đấy là của rapper huyền thoại Nas, là đồng sản xuất ra. Và nó nói rất rõ bối cảnh của hip hop khi mà nó được sinh ra vào những ngày đầu tiên. Và trong bối cảnh đấy các bạn sẽ có thể thấy là nếu các bạn hồi đấy được sinh ra và là người Mỹ trẻ da màu, các bạn đam mê hip hop, thì nếu các bạn muốn tập luyện thì các bạn sẽ phải tập ở những căn nhà bỏ hoang cấp thấp. Các bạn muốn thể hiện tài năng của mình, các bạn phải ra bãi rác hoặc tổ chức bữa tiệc của mình ở những cái khu ổ chuột. Và khi mà các bạn không làm hoạt động nghệ thuật thì các bạn sẽ bị kéo vào những cái hoạt động của băng đảng các thứ để kiếm tiền và sinh tồn hàng ngày. Tại vì các bạn không có gì khác nhiều để làm để kiếm tiền cả. Và nó rất là khó khăn ở đấy. Và mình cũng cảm thấy như là cái bối cảnh đấy nó đã tác động đến rất nhiều những cái yếu tố nhỏ trong hip hop. Ví dụ như là văn hóa hip hop ngay từ những ngày đầu tiên mình đã nhận thấy là ngôn ngữ của nó là người trẻ da màu hay dùng những ngôn ngữ tục này, rất nhiều từ lóng. Họ thể hiện bản thân rất là tự tin, phô trương và họ hay khoe khoang về tiền bạc này, vật chất này, phụ nữ để cạnh tranh lẫn nhau này. Cái tâm lý của họ trong cuộc sống hàng ngày ấy thì họ rất là dè chừng tại vì có rất nhiều nguy hiểm xung quanh. Họ luôn luôn sẵn sàng dùng súng đạn hay là bạo lực để giải quyết vấn đề và mâu thuẫn. Và mình cảm giác như từ đấy hip hop nó trở thành sự kết hợp giữa những bộ môn nghệ thuật mà hip hop tạo ra và những cái yếu tố về bối cảnh và văn hóa đó. Ok, mọi người đã hiểu qua về hip hop chưa ạ? Thì ở trong cái hip hop đấy thì một trong những yếu tố nổi trội nhất đấy là nhạc rap. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sang nhạc rap một chút. Mình có tìm definition ở trên mạng. McCoy 2017 có viết là rap là một phong cách chơi nhạc và trong đó MC hoặc là rapper sẽ đọc thuộc cái lời viết sẵn của mình ở trên một nền nhạc mà đang được chơi.
Cái định nghĩa rap này nó sẽ khác một chút, tại vì là nhạc rap nó đã xuất hiện trước khi hip hop được sinh ra. Nhạc rap đã có sẵn ở trong một chút ở trong nhạc jazz này, một chút trong nhạc blues này. Nhạc rap có trong cái truyền thống kể chuyện dân gian của người Châu Phi rồi. Đó, nhưng mà nó thực sự nở rộ nhất khi nó được du nhập vào văn hóa hip hop. Đó, thì mình sẽ tạm gọi cái thể loại nhạc rap mà thuộc về văn hóa hip hop đấy là nhạc rap hip hop, và mình sẽ hiểu nôm na nó đấy là nhạc rap mang âm thanh và văn hóa của hip hop. Và vì nhạc rap hip hop mang văn hóa của hip hop nên là những cái chủ đề của nó cũng rất là hip hop các bạn ạ. Nó là những cái chủ đề rất là thật của người da màu trẻ ở Mỹ. Và theo như mình quan sát thì mình sẽ thấy là những chủ đề này nó bao gồm như là ví dụ là tiền tài này, tiệc tùng này, thể hiện bản thân này, phụ nữ này, những vấn đề nhạy cảm như là băng đảng này, tình dục này, có một chút về vấn đề tình yêu, có vấn đề về xã hội, có tâm sự cá nhân, có cuộc sống hàng ngày. Có nghĩa là nó rất là đa dạng. Và thường mình thấy thì khi các rapper làm nhạc thì nó sẽ có loanh quanh khoảng 3 mục đích chính. Mục đích thứ nhất là để giải trí, khuấy động khán giả. Mục đích thứ hai là để cạnh tranh, là để thể hiện xem là rapper nào giỏi hơn này, rapper nào bán được nhiều nhạc hơn này. Và mục đích thứ ba, đấy là nói về vấn đề ở trong xã hội, gây nhận thức cho cộng đồng về chuyện gì đang diễn ra. Và tương tự, hình ảnh ở trong văn hóa nhạc rap hip hop nó cũng rất là phô trương và rất là khoe mẽ. Các bạn có thể thấy là những cái rapper đây trên slide này, đây ở trong đây có rất nhiều gọi là những rapper được cộng đồng rap ở trên thế giới gọi là biểu tượng của nhạc rap hip hop. Và các bạn có thể thấy là đàn ông thì mang xu hướng rất là băng đảng này, thời trang rất là phô trương này, mang rất là nhiều trang sức này. Phụ nữ thì sẽ mang hướng là kiểu rất là gợi dục, và nó đấy, nó rất là cá tính và nó rất là táo bạo, và nó kiểu phá rất nhiều những cái khuôn phép mà mọi người hay cho là liên quan đến thuần phong mỹ tục ở Việt Nam. Bởi vậy nên là mình cảm thấy về tổng quan nhá, thì nhạc hip hop chắc chắn là một thể loại nhạc nó rất là thô, nó rất là thật. Nhưng mà tại sao nó lại có sức hút lớn thế? Thì mình nghĩ là tại vì là dựa trên cái sự thô thật đấy ấy, thì những cái người nghệ sĩ mà nổi tiếng như nhạc rap họ có thể đưa chất xám của mình để tạo ra cá tính riêng ở trong những cái bài rap đấy, và biến nó trở thành những bài rap vừa thô vừa thật nhưng mà nó vẫn có về rất nhiều giá trị sáng tạo và giá trị nghệ thuật ở trong đấy. Ok, vậy đấy là phần nhạc hip hop và văn hóa hip hop và nhạc rap hip hop. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển đến phần tiếp theo này. Tiếp theo đấy là phản ứng của người Việt đấy, khi nghe nhạc rap hip hop. Vậy thì người Việt cảm thấy như thế nào? Trước tiên thì mình sẽ nói qua một chút. Đấy là nhạc rap thì nó đến từ văn hóa phương Tây đúng không? Thứ hai là Việt Nam, mình sống văn hóa phương Đông. Đây là hai văn hóa đối nghịch nhau. Mình có tìm hiểu qua thì những cái điểm khác nhau cơ bản giữa văn hóa phương Tây, phương Đông thì nó sẽ như kiểu là phương Tây thì sẽ ok với cả quan hệ trước hôn nhân này, sống thử này. Phương Đông thì đề cao trinh tiết người phụ nữ. Hay là phương Tây thì theo lối sống tiêu xài, theo đuổi vật chất. Còn phương Đông thì hồi xưa thì hay đề cao lối sống cần kiệm. Đấy, phương Tây thì sẽ ok với sự táo bạo này, cởi mở này. Nhưng mà phương Đông thì sẽ đề cao như một vài đức tính như kiểu khiêm tốn hay là công dung ngôn hạnh của người phụ nữ. Kiểu như vậy. Thì có nghĩa là vốn ngay từ đầu ấy, nhạc rap hip hop nó đã xuất phát từ một cái văn hóa mà nó gọi là đối nghịch so với cả văn hóa mà nước mình đang sống rồi. Và tiếp theo mình sẽ chuyển sang về phần âm nhạc của Việt Nam một chút. Đó, thì âm nhạc của Việt Nam theo như mình quan sát nhá, thì mình thấy là nó có rất nhiều giai đoạn này, thời kỳ khác nhau, đa dạng các thể loại khác nhau. Nhưng mà mình để ý là nó có một điểm chung, đấy là cách viết lời của nhạc Việt từ trước đến nay nó sẽ có một vài điểm chung như là sạch sẽ này, theo hướng văn viết, lãng mạn thơ ca, và thường truyền tải ý tưởng một cách nó rất là tinh tế. Và chủ đề mà các lời bài hát nó thường xoay quanh đấy là chủ đề tình yêu. Và kể cả là nhạc rap ở Việt Nam nhé, tuy là nhạc rap đã du nhập vào Việt Nam được 20 năm rồi, nhưng mà theo như mình để ý, những cái bài ấy mà tất cả mọi người khi nói đến nhạc rap mà nghĩ đến những bài đấy sẽ là những bài rap mà chịu nhiều ảnh hưởng của nhạc Việt Nam nhiều hơn. Nếu mà mình nhắc đến những cái bài như kiểu Im Lặng của LK này, I'm a Heartbreaker của Justin T này, hay là Thu của Mr. T, Đưa Nhau Đi Trốn của Đen Vâu, thì mình sẽ hay để ý là phần hình ảnh âm thanh nó dùng rất nhiều yếu tố của hip hop, nhưng mà những cái yếu tố đấy ấy, nó được sử dụng rất là sạch sẽ này, trau chuốt và an toàn. Ví dụ hình ảnh thì có thể mang thời trang đường phố nhưng mà nó không quá là phô trương hay quá là hở hang gợi dục. Hay là âm thanh thì nó thiên về nhiều về hip hop giai điệu đẹp hơn, nó pha với như R&B này, hay là những thể loại pop này, acoustic để thân thiện với người Việt hơn, tránh sử dụng những cái âm thanh mà nó quá ồn hay là quá thô lạ tai của hip hop gốc Mỹ đó. Về phần viết lời thì những bài nhạc rap mà mình vừa nêu trên nó vẫn giữ được những cái lời nó rất là sạch sẽ này, tinh tế, lãng mạn, thơ ca của nhạc Việt Nam nói chung. Và đấy là những cái điểm khác biệt lớn nhất mà mình thấy giữa nhạc rap hip hop Mỹ và nhạc Việt nói chung chung như vậy đó.
Và mình cảm thấy là cái sự khác biệt này nó đã có phần rất lớn khi mà nhạc rap hip hop thể loại Mỹ đi về Việt Nam. Có nghĩa là mãi cho đến năm 2020 ấy, thì khi mà chương trình Rap Việt nổi lên và thành công, đúng không, thì mình bắt đầu thấy là khán giả đại chúng, có nghĩa là đông, có nghĩa là rất nhiều khán giả bắt đầu được tiếp cận với những bài rap Việt nhưng mà chịu ảnh hưởng lớn từ nhạc hip hop Mỹ đó. Và từ đấy thì nó bắt đầu gây ra những cái vấn đề tranh cãi khi mà những bài này nó nổi quá nhiều ở trên những cái mạng xã hội như là Facebook này, TikTok, YouTube này, thì những cái vấn đề đấy ấy, có ảnh mình này những cái vấn đề đấy ấy, thì có gây ra là bao gồm là ngôn từ thì nó tục tĩu này, nhiều quá nhiều từ lóng này, ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt này, hình ảnh thì quá là phô trương, có một vài sản phẩm hình ảnh nó quá là người lớn, nhạy cảm, chủ đề thì cũng rất nhiều chủ đề nhạy cảm, một vài chủ đề thì phụ huynh thì hay cho là nó tệ nạn, không nên nghe đấy. Và sau đó thì kết luận là đây là những cái bài rap mà nó rất là sáo rỗng này, nông cạn và thiếu thông điệp kiểu như vậy. Thì mình hoàn toàn có thể hiểu được cho những chuyện đấy, tại vì là ok, quay lại dựa trên sự khác nhau giữa văn hóa phương Tây và văn hóa phương Đông, dựa trên sự khác nhau giữa nhạc Việt Nam và nhạc hip hop Mỹ, thì chúng ta có thể hiểu tại sao là khi những cái sản phẩm này nó về Việt Nam thì nó sẽ gây tranh cãi nhiều như thế, và người ta sẽ phản ứng cho nó là nhạc rác hay là nhạc thiếu văn minh kiểu như vậy. Trong khi mình thấy là những cái bài này khi mà nó về Mỹ ấy, nó sẽ khi mà nó ở Mỹ hoặc là châu Âu thì khán giả họ vẫn sẽ tiếp nhận nó như những cái sản phẩm giải trí thông thường. Nếu mà người ta có nghe phải những cái chủ đề nhạy cảm, người ta sẽ tập trung vào cái phần kiểu nghệ thuật hay là sáng tạo của nó nhiều hơn. Đó, và đấy là phản ứng của người Việt với nhạc rap hip hop tại Việt Nam. Mình sẽ chuyển đến phần cuối cùng, đấy là phần quan điểm là nhạc rap của Logi. Đó, nhạc rap của Logi thì mình đi nhanh luôn này, mình có 3 thể loại nhạc rap. Có thể nhiều bạn không biết nhưng mà mình có 3 thể loại. Thứ nhất, đấy là nhạc rap hip hop. Thứ hai, mình sẽ tạm gọi nó là nhạc meme rap. Và thứ ba, đấy là nhạc pop rap. Nhạc rap hip hop của mình thì nó khá là giống với cả rap hip hop của Mỹ. Năng lượng cao này, cạnh tranh này, cách tiếp cận chủ đề, cách viết là giống của Mỹ. Mình sẽ sử dụng đan xen một chút cái chất liệu của địa phương nơi mình sống vào, cụ thể là Hà Nội, Việt Nam. Tiêu biểu những cái bài các bạn có thể thấy như kiểu Ok Ok Ok, Vô Chơi Trên Mặt Trăng này, Càng Cua, hoặc là Có Thủ Đô Cypher. Tiếp theo, thể loại thứ hai đấy là meme rap. Thể loại này thì có thể nhiều bạn không biết, nó là một nhánh nhỏ của nhạc rap hip hop. Nó sử dụng âm thanh và chủ đề của hip hop, và thay vì là mình tạo ra năng lượng gọi là cạnh tranh và cao ở nhạc rap hip hop Mỹ, thì mình sẽ dùng nhiều cái yếu tố về hài hước để mình giải trí người nghe hơn. Ví dụ như những bài như kiểu Tán Gái 606 này, Chán Gái 707 này, hoặc là bài Cypher Nhà Làm này, Tam Giác này, kiểu như vậy. Thể loại thứ ba thì mình sẽ gọi nó là pop rap. Cái pop rap này mình không dùng nó có như một tên gọi chính thức nhá. Pop rap là mình tạm gọi nó như thế vì mình cảm thấy ấy, là thể loại này của mình nó thân thiện với đại chúng hơn. Đây là thể loại mà mình viết những cái lời rất là gần gũi này, an toàn, sạch sẽ này, và những cái chủ đề ấy, nó rất là thân thiện khi mà người ta nghe thấy. Và mình vẫn dùng một chút âm thanh của hip hop trong đó, tiêu biểu như những bài như kiểu An Thần này, hay là Flexing trên Circle K, hay là Cắt Kéo trên Lenin. Mình sẽ tạm coi những bài đấy là bài pop rap của mình. Và theo như những gì mà mình theo dõi trên mạng ấy, thì mình thấy là khán giả họ thích nhạc pop rap của mình nhất. Tại họ sẽ cho rằng đây là những cái bài gọi là thực sự hay của Logi, đáng để phân tích, và những bài này đỉnh cao luôn. Nhưng mà những cái bài như kiểu meme rap thì lại gây tranh cãi rất là nhiều, tại vì là mình dùng những cái chủ đề nó gọi là quá không phổ biến để mình giải trí người nghe. Ví dụ như là bài Chán Gái 707 đi, thì cái nhạc đấy nó là meme rap, tại vì là mình kết hợp giữa văn hóa của Naruto với văn hóa nói lái của người Hà Nội vào. Hoặc là như bài Ôi Bạn Ơi, thì mình sẽ lấy những câu quote của dân tổ trên mạng, biến nó thành những câu chơi chữ hay là những cái câu rap nó vui vui. Hay là bài Cypher Nhà Làm, thì các bạn có thể thấy là mình thể hiện bản thân rất nhiều nhưng mà lại sử dụng rất là nhiều cái chất liệu 28 cộng vào trong đấy. Đâm ra ấy, nếu mà ai mà không hiểu là mình đang làm gì trong những bài nhạc đấy, người ta sẽ nghĩ là bài nhạc này nó không có nội dung gì cả và nó rất là sáo rỗng, và họ sẽ coi như đây là nhạc gọi là nhạc thiếu nghiêm túc của Logi. Chứ thực ra thì bài nào mình làm cũng rất là nghiêm túc, cũng mất rất nhiều chất xám. Đó. Ok, và mình sẽ quay lại với phần chính, đấy là quan điểm của mình khi làm nhạc rap hip hop nhé. Đây, bây giờ mình sẽ quay về nhạc rap hip hop. Thì nhạc rap hip hop của mình ấy, mình sẽ muốn có một sự kết hợp thú vị giữa văn hóa Mỹ và văn hóa của Việt Nam. Mình sẽ lấy những cái như là năng lượng này, cách viết lời, cách tiếp cận đấy, và những cái chủ đề là của rap hip hop Mỹ, nhưng mà mình sẽ lấy chất liệu là của nơi mình sống, có nghĩa là Hà Nội, Việt Nam. Ví dụ như là bài Thủ Đô Cypher, thì các bạn có thể thấy là từ câu 1 cho đến câu cuối cùng, lúc nào nó cũng là flexing hoặc là bragging, đấy, nó là thể hiện bản thân.
Nhưng mà trong cái lúc xuyên suốt cái đoạn thể hiện bản thân đấy, nó luôn luôn kết hợp với những cái chất liệu của Hà Nội, ví dụ như kem Tràng Tiền này, sổ số này, vẽ truyền thần này, sơ cổ cây này, đường Mai Anh Tuấn các thứ. Và đấy là cái mà mình rất thích khi mình làm nhạc nói chung, có nghĩa là mình muốn tạo ra sự kết hợp thú vị hoặc là sự cân bằng thú vị giữa những cái mà mình thường được quan sát hay là tiếp xúc hàng ngày để biến nó thành những cái bài rap hip hop theo kiểu của riêng mình. Ok. Ok, xin cảm ơn mọi người, và đấy là phần chia sẻ của mình. Trước khi mình kết thúc phần chia sẻ hôm nay, mình mong là cái chia sẻ của mình về nhạc rap hip hop tại Việt Nam sẽ cho mọi người một cái góc nhìn mới về cái chủ đề này. Mọi người có thể dựa vào phần chia sẻ quyết định thích nó hay là không thích nó. Nếu mà các bạn không thích nó, hãy không thích nó một cách lý trí, hãy tìm hiểu là tại sao mình không thích nó và sau đó là tôn trọng sự khác biệt. Còn nếu các bạn thích nó, hãy thích nó một cách chọn lọc. Các bạn nghe chỉ để nghe thôi. Mình xem phim hành động không phải là để mình thích ném bom hay là thích đánh nhau ra đường đổ máu. Mình xem phim kinh dị không phải để mình đi ra ngoài đầu ngõ mình đi tìm mấy con ma. Đó. Và mình thích Joker trong DC không phải vì mình muốn chống lại cả thế giới với cả đi vào tù. Đó. Mình chỉ thấy là đấy là những nhân vật hay những bộ phim được làm rất là thú vị. Và tương tự, nếu như mình nghe những bài rap có hình ảnh hay là có những chủ đề nó nhạy cảm thì mình vẫn sẽ tiếp cận nó theo hướng nghệ thuật, có nghĩa là họ đang làm cái gì đấy mà tạo cho mình cảm giác thú vị ở trong đây, chứ mình sẽ không đi cổ súy cho nó. Tại vì đối với mình thì nghệ thuật nó rộng hơn rất nhiều những cái tiêu chí như chỉ là chân thiện mỹ không, nó là những thứ ở xung quanh mình. Và nếu mà các bạn muốn nói kỹ hơn về nghệ thuật thì có thể gặp mình ở Trà Đá, vì ở Trà Đá mình nói chủ đề này giỏi hơn nhiều nhá. Ok, xin cảm ơn các bạn.